Cần cảnh thi công xử lý chống ngập đường Hồ Chí Minh đoạn cuối Cà Mau. Dự án xử lý chống ngập đảm bảo giao thông thuộc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn, Đất Mũi, tỉnh Cà Mau có tổng chiều dài khoảng 12 km với kinh phí trên 77 tỷ đồng. Dự án do Cục Quản lý Đường Bộ 4 làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Công trình 207 và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Evration có trụ sở tại Hà Nội. Dự án trên được triển khai từ đầu tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thi công rất chậm so với kế hoạch. Theo công văn số 8331/TCDBVN QNLBTDB ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, mục tiêu thi công hoàn thành công trình trong quý 1 năm 2022. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng tiến độ bị chậm so với kế hoạch khoảng 20 ngày, khối lượng thi công còn lại khoảng 1,5 km. Qua báo cáo của chủ đầu tư, nguyên nhân chủ quan của nhà thầu là chưa tập trung thiết bị máy móc, nhân sự, nguyên nhân khác do ảnh hưởng thời tiết bất lợi. Ông Cường yêu cầu chủ đầu tư Cục Quản lý Đường bộ 4 nghiêm khắc khắc phục các yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phải được đặt lên hàng đầu bên cạnh đảm bảo tiến độ và chất lượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.